Vâng, em chào tất cả các bác đam mê radio cassette trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hôm nay chúng tôi em giới thiệu với các bác một chiếc cassette Nathena RX-C45 màu xanh độc lạ đẹp. Màu này thì em đã từng bán rất nhiều rồi. Mời các bác nghe một đoạn radio do chính em C45 này phát ạ. Một bên thì khoảng 5.000 chất, một bên thì cũng 2.000 chất, mà nhiều chất còn đang được nghiên cứu. Vậy thì có vẻ giảm hại một chút. Nhưng mà câu chuyện là hầu như người ta thấy rằng sau đó thì không giảm bớt mà thậm chí dùng cả hai. Có nghĩa là anh ta vừa dùng thuốc lá điện tử, anh ta vẫn dùng thuốc lá truyền thống. Còn người ta nói rằng nếu anh chưa bao giờ dùng thì đừng có dùng. Và lời khuyên của bác sĩ đối với những cái gia đình mà đang có người sử dụng thuốc lá điện tử. Khi mà bạn thấy rằng người nhà của chúng ta có sử dụng thuốc lá điện tử mà bây giờ mà vì cái điều kiện nào đấy mà không có, ví dụ như đi công tác quên gì đấy mà bắt đầu anh ta cảm thấy cáu giận, khó chịu, bồn chồn, mất ngủ, không nhớ, trí nhớ rất kém, thì lúc đấy là cảnh báo luôn là có vẻ như anh hút hơi nhiều và có vấn đề. Với tất cả lòng yêu mến, Giao Linh hân hạnh giới thiệu tuyệt phẩm Đêm Du Điệu Nhớ, gồm những tình khúc chọn lọc và được ưa chuộng nhất trong suốt 25 năm qua. Tuyệt phẩm này như một kỷ niệm để đời và là một đánh dấu thương yêu nhất của Giao Linh. Xin chân thành gửi đến tất cả khán thính giả khắp nơi. Yêu mẫu đèn này xin liên hệ với chúng tôi em theo số điện thoại 0962 906666 ạ. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.